Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ đưa mọi người đến thăm Tanech Nhì Đùm. Tiếng Anh có nghĩa là Dancing House, có nghĩa là một ngôi nhà có kiến trúc như kiểu đang nhảy. Praha bây giờ là đang là đầu tháng 9, nhiệt độ đang là vào khoảng 13-14 độ C. Thời tiết nói chung là khá là mát mẻ. Mình chỉ cần mặc thêm cái áo khoác mỏng nữa là ok rồi. Thế mọi người thấy chưa, đằng xa xa kia chính là cái nhà Dancing House đấy. Còn cái chỗ đông đông người này là một cái chỗ mang dấu ấn lịch sử. Đây tôi đưa mọi người vào xem. Đấy, mọi người thấy trên tường có mấy viên đạn kia không? Trên những trên tường đấy có những viên đạn là ngày xưa là cách mạng Nhung ở đây xảy ra, là có một số sinh viên bị bắn chết ở đây. Chỗ này là một chỗ dấu ấn lịch sử của Cộng hòa Séc. Rất nhiều người đông đang xem. Mọi người thấy kiến trúc ở đây có đẹp không? Kiến trúc rất là đặc sắc. Dancing nhảy đây. Mọi người có thấy kiến trúc của nó giống như nhà đang nhảy không? Nó cong cong hình chữ B đấy. Chúng ta đang ở rất gần rồi. Và mọi người cùng ngắm nào. Nếu mọi người có dịp đặt chân đến Praha thì hãy đi tuyến tàu điện ngầm Karlovo Nám Nhesi. Khi lên một cái là sẽ có đường chỉ dẫn đến cái nhà này ngay.
xe chạy nhượng đường. Sinh hau hay có người gọi là gã say rượu là một thiết kế độc đáo với những đường cong hết sức táo bạo, tạo nên vẻ đẹp quyến rũ như vũ công điêu luyện đang biểu diễn trên sân khấu do hai kiến trúc sư nổi tiếng Vlado Milunic và Frank Gehry thiết kế năm 1992 và hoàn thành sau 4 năm thi công. Tòa nhà được xây dựng trên một khu đất trống ven bờ sông Vltava, nơi từng bị đánh bom năm 1945. Kết cấu phi truyền thống của nó đã từng là tâm điểm của các cuộc tranh cãi gay gắt của các nhà kiến trúc sư thời điểm đó và cần đến sự ủng hộ của cựu tổng thống Séc Václav Havel, tòa nhà mới được hoàn thành theo dự kiến. Praha. Ngay trước mặt ngôi nhà là sông Vltava. Đây mọi người có thể thấy sông Vltava. Và trước mặt ngôi nhà cũng là một chiếc cầu bắc qua sông. Đây chính là cầu bắc qua sông. Ngôi nhà được nằm ở một vị trí rất là đẹp. Ngôi nhà nằm ở hai mặt tiền, nằm ở hai con đường. Vị trí đắc địa. Bên trong thì tôi chưa vào nhưng mà theo thông tin tôi được biết thì ở bên trong là khách sạn với cả là quán ăn, restaurant. Xung quanh cái ngôi nhà nhảy này thì có rất nhiều những ngôi nhà và kiến trúc rất là đẹp mắt mà hiếm có nơi nào có được. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong ngôi nhà để xem bên trong ngôi nhà có những cái gì nhé. Kiến trúc có 102. Đi vào trong qua một cái cửa xoay. Thank you. Bên trong này là nơi bán đồ lưu niệm ở ngay tầng 1. Có những đồ lưu niệm về cái nhà này. Then for the rooftop, you can go with a light.
bán cả bật lửa, bán cả thước, chẳng hiểu điểm gì. Đây là có mấy, đây là trục là đa mà bìa nó có in hình cái nhà này. Bán cả tất hình nhà nhảy. Tất ô cái áo này thì áo này đâu phải là áo in hình nhà nhảy đâu. Okay. Trong này được rồi. Mua phiếu rồi phải. Này mấy hình tượng thôi, chả có gì. Đôi dép của in hình Dancing House. Giá của nó là 300 krun. 12 euro. Đặt giữ ta. Bên trong này kiểu cái nơi nói về lịch sử Cộng hòa Séc, bàn làm việc, chả có gì. Đây là nơi trưng bày, phòng lưu niệm. Quả xe cổ thời xưa, tô về tí, tô cho trẻ con. Đây của hãng xe nổi tiếng, chắc là của Skoda. Đây là bên trong ngôi nhà, nhảy. Bây giờ muốn lên trên tầng thì chúng ta phải chờ cầu thang máy. Không hiểu sao hôm nay rất là đông người, toàn người Trung Quốc. Chúng ta lên tầng 7 ở ngôi nhà nhảy. Bảy là quán bar, quán ăn, cà phê. Rồi chúng ta sẽ lên cái khu vực này để ngắm xuống đường, ngắm quang cảnh. Trên này khá đông. Sorry. Trên là tầng cũng là quầy bar cà phê. À, trên nóc nhà chúng ta có thể uống cà phê và ngắm đường phố. Đấy, vừa nãy cái chỗ này mà tôi gọi là tổ chim ấy, nhưng mà không phải tổ chim. Với cả tham quan thì chúng ta phải mua đồ uống ở đây thì mới được vào. Vừa nãy tôi không biết, cứ phi vào con nhân viên nó bảo ra là phải mua đồ uống. Bây giờ đang phải chờ để mua đồ uống. Giá đây cũng khá là mềm, cũng không phải là đắt lắm. Coca-Cola 0.25 là 55 khu. Cà phê Espresso 5969. Chờ khá là đông. Tôi đang chờ để nó pha cà phê. Thank you.
cốc cà phê latte của tôi. Ngồi nữa. Được ngồi trên nóc nhà uống cà phê và ngắm toàn cảnh Braha khá đẹp. Cuộc sống còn gì tuyệt vời hơn, đúng không các bạn? Mời mọi người nhá. Tôi uống pha đã. Cà phê không được ngon nhưng mà được thỏa cái mắt. Đây như trông như cái tổ chim ấy. Nhưng mà nó được làm bằng thép. Bây giờ chúng ta vừa uống cà phê vừa đi một vòng xung quanh cái nóc nhà này xem có gì nhá. Trên này chắc ở đây là mấy đèn để tối nó chiếu. Phía bên này cũng nhìn ra những cái kiến trúc nhà khác. Hello. Đây là khu vực dưới đường mà vừa nãy tôi đứng ở dưới để quay lên cái nhà đấy. Bây giờ tôi đang đứng ở trên nóc của Dancing House. Uống một cốc cà phê 69 Kurun là vào khoảng 69.000 tiền Việt ở trên một nóc nhà nổi tiếng trên thế giới. Quá là tuyệt vời còn gì nữa, đúng không các bạn? Mình lên đây không cần phải mất tiền vé nhá mọi người nhá. Nếu ai có dịp đến Praha thì nhớ lên cái nóc nhà này ngồi uống cà phê ngắm cảnh và nhớ đến Thomas và nhớ đến Thomas An MU. Tôi chào mọi người, tôi phải dừng video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sắp tới. Chúc mọi người một ngày vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc. Bye bye.